Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp một bài văn trong 10 tác phẩm của những em bé lớp 3 và tả về con chó. Bài số 7 như sau: Gia đình em có nuôi một chú chó, vừa để trong nhà vừa để làm bạn những lúc vắng người. Chó được xem là con vật trung thành nhất trong gia đình. Dù ở thời điểm nào thì nó vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chủ. Con chó nhà em cũng vậy, đi đâu nó cũng luôn nhớ trở về nhà, không để mọi người phải lo lắng. Chú chó nhà em có màu vàng, đang ở lứa tuổi trưởng thành nên chẳng mấy chốc nó lớn rất nhanh. Bộ lông màu vàng hơi cứng, không thấm nước, giúp hạn chế cái lạnh của mùa đông, cũng như bảo vệ lớp da bên trong của nó. Đôi mắt đen lấy nhìn chăm chăm vào những người đặt chân vào nhà em, nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối, vì thông thường chó hoạt động tối nhiều hơn ban ngày nên đặc tính này hoàn toàn đúng đắn. Cái mõm của nó đen và dài, giúp cho tiếng sủa vang hơn, cũng như ăn uống dễ dàng hơn. Chú chó nhà em hiền lắm, nó cứ nằm ngoan ngoãn ở góc nhà, chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng khi thấy người lạ bước vào thì nó sủa vang lên inh ỏi, như báo trước cho chủ nhà có người lạ đang vào nhà. Cái đuôi cong lớn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe ngoậy từ bên này sang bên kia, trông thật đáng yêu. Lúc chạy, chú chó này chạy rất nhanh, khiến em có cảm giác như nó đang bay khỏi mặt đất. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp cho nó đi di chuyển một cách tiện lợi nhất. Mỗi lần nó ốm lại nằm im một chỗ, thi thoảng thì rên lên ư ử, rồi chuỗi chuỗi cái mỏ vào người của em. Nó không chịu ăn cơm, nó chỉ chịu ăn thịt xương gà. Khi ốm phải nấu cơm thật ngon thì nó mới ăn. Những lúc như vậy em thấy thương chú chó lắm. Còn những lúc khỏe mạnh, chú chó này ăn rất khỏe, ăn một cách có trật tự mà không hề làm rơi vãi hạt nào ra bên ngoài. Chính điều này mới khiến cho ba em không bao giờ đánh nó. Ba không thích con vật nuôi này ăn vung vãi ra bên ngoài. Chú chó vẫn thường ngồi ở ngoài cổng vào buổi tối để phòng ngừa trộm cắp và những tên đạo chích. Khi nó phát hiện ra tiếng động thì sủa lên inh ỏi. Mặc dù nó hiền, nhưng có trộm thì nó sẽ không còn hiền nữa, mà nó sẽ hung hăng một cách khó chịu. Em rất yêu quý chú chó nhà em. Mỗi khi học bài căng thẳng, em thường chơi bóng với con vật nhỏ đáng yêu này. Em mong sao nó lớn lên thật nhanh hơn nữa, để ngày càng mạnh mẽ như một chiến binh và một con vật trung thành. Đó là vừa rồi là bài văn của em bé lớp 3 tả về con chó ở trong nhà của mình. Thật là thú vị khi bài văn này nó đã nhầm trong một cái bài văn trước đã bị trùng lặp. Nhưng mà mình cố gắng có thêm chút đỉnh để nó khỏi bị trùng lắp trong cái ngôn ngữ. Hẹn clip sau mình sẽ chia sẻ bài số 8 tả con chó. Nếu các bạn thấy hay, các bạn like, share, ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Xin tạm biệt các bạn.